Lưu ý trước khi xem chuyện. Đây là video dựa vào chuyện chữ cho nên phần âm thanh sẽ không trùng khớp với phần hình ảnh. Mọi người chỉ nên tập trung vào phần nội dung hấp dẫn của chuyện thôi nhé. Chúc mọi người xem chuyện vui vẻ. Tại chỗ, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó mở ra lòng bàn tay, một sợi hỗn độn khí xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Sau khi sợi hỗn độn khí này xuất hiện, những hỏa độc chung quanh hắn vậy mà cấp tốc lui tán về sau, chỉ chốc lát, toàn bộ hỏa độc chung quanh hắn đã biến mất. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền mừng như điên, hỗn độn khí này thật sự đúng là khắc tinh của những khí độc này À có hỗn độn khí diệp huyền không cố kỵ nữa tiếp tục đi xuống dưới lần này tốc độ của hắn càng nhanh đồng thời những tử hỏa tinh trên vách tường hai bên tử hỏa đạo đều bị hắn lấy xuống kiếm lời tốc độ của diệp huyền càng lúc càng nhanh ước chừng một lúc lâu sau giờ phút này hắn đã thu hoạch được hơn ba ngàn tử hỏa tinh tính ra là tương đương với 30 mươi vạn tử nguyên tinh mà càng đi xuống dưới càng nhiều tử hỏa tinh bởi vậy diệp huyền tiếp tục đi xuống dưới ước chừng lại sau nửa canh giờ diệp huyền đang thu thập tử hỏa tinh đột nhiên ngừng lại hắn ngẩng đầu nhìn tới cách đó không xa một tên nam tử bạch y đứng đấy nam tử ước chừng hơn 20 tuổi một bộ áo trắng ở bên hông hắn có đeo một thanh trường đao mang vỏ tay trái của nam tử bạch y nắm chuôi đao lẳng lặng đứng ở nơi đó diệp huyền phát hiện nam tử bạch y đang chống đỡ những hỏa độc kia đao mang chung quanh nam tử bạch y có những đạo đao mang thật mỏng chính là những đao mang này đã gắt gao cản trở những hỏa độc chung quanh nhìn thấy một màn này thân sắc của diệp huyền trở nên ngưng trọng đối phương đây là đang lợi dụng hỏa độc để tu luyện mà trọng yếu nhất chính là đối phương lại có thể dựa vào đao mang đi đến nơi này thật mạnh lúc này nam tử bạch y đột nhiên quay người nhìn về phía diệp huyền vừa nhìn thấy diệp huyền hắn hơi ngẩn người trong mắt có một tia kinh ngạc ngươi là diệp huyền mỉm cười diệp huyền nam tử bạch y lắc đầu chưa từng nghe qua diệp huyền cười nói vừa tiến vào nội viện nam tử bạch y khẽ gật đầu hắn liếc mắt đánh giá diệp huyền ngươi đi tới đây bằng cách nào diệp huyền mở ra lòng bàn tay một thanh kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn kiếm tu nam tử bạch y hỏi diệp huyền gật đầu kiếm tu nói xong hắn tiếp tục đi lên phía trước đi vô cùng nhẹ nhõm nhìn thấy một màn này nam tử bạch y ngây ngẩn cả người rất nhanh thân sắc của hắn trở nên ngưng trọng diệp huyền vì sao ngươi có thể đi nhẹ nhõm như thế ngươi không sợ những hỏa độc này diệp huyền dừng bước lại cười nói hỏa độc không thành vấn đề sợ gì a à, các hạ vẫn là phải cố gắng nhiều hơn a à. nam tử bạch y trầm giọng nói Diệp huynh có thực lực này. Bội phục, bội phục. Diệp Huyền cười nói. Xưng hô thế nào? Nam tử Bạch Y nói. Minh Khôn. Diệp Huyền nói. Minh Khôn huynh, ta đi trước một bước. Nói xong, hắn tiếp tục đi đến phía trước. Nhìn Diệp Huyền biến mất ở cách đó không xa, vẻ mặt Minh Khôn vô cùng ngương trọng. Thật mạnh. Nói xong, ánh mắt của hắn dần dần trở nên kiên định. Tiếp theo, hắn tiếp tục đi lên phía trước, có điều chỉ đi rất rất chậm. Nơi xa, Diệp Huyền vừa đi vừa thu thập tử hỏa tinh, Càng đi vào chỗ sâu, hỏa độc càng ngày càng nhiều, hơn nữa là càng ngày càng kinh khủng, khủng bố đến mức Diệp Huyền cũng phải kiêng dè không thôi, nếu không có hỗn độn khí, những hỏa độc này sẽ lấy mạng hắn trong nháy mắt. Đừng nói hắn, sợ là ngay cả cường giả nguyên cảnh ở trong đây hút vào một ngụm cũng sẽ bị miểu sát. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, tiếp tục đi xuống dưới, bởi vì có rất nhiều tử hỏa tinh, hơn nữa chất lượng còn phi thường tốt. Mặc dù có hỗn độn khí, nhưng Diệp Huyền vẫn không dám chủ quan, bởi vì càng đi xuống, hắn càng phát giác nơi này không đơn giản sợ là đám người đại trưởng lão trong học viện cũng chưa từng đi đến địa phương sâu như thế. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền ngừng lại, ở trước mặt hắn không xa, có một cỗ vòng xoáy, bên trong vòng xoáy là dung nham, bên trong còn đang cuộn trào mãnh liệt, mà trong vòng xoáy, hắn còn thấy được một số tử hỏa tinh, những tử hỏa tinh này cực lớn, lớn bằng dưa hấu. Diệp Huyền trầm giọng nói: "Đại thần lầu 2, trong này có nguy hiểm hay không?" Đại thần lầu 2 lãnh đạm nói: "Ngươi đi thử xem chẳng phải sẽ biết." Diệp Huyền đen mặt lại, nói vậy có ích gì đi thử xem, nếu có chuyện phải làm sao bây giờ. Kế tiếp, mặc kệ hắn hỏi thế nào, đại thần lầu 2 đều không trả lời. Cuối cùng, Diệp Huyền bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa vào bản thân, hắn đi tới, mà hắn vừa đi qua. Cỗ vòng xoáy kia đột nhiên run lên kịch liệt, ngay sau đó, một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp cuốn Diệp Huyền vào. Mà lúc này, thanh âm của Tiểu Linh Nhi đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyền. Nguy hiểm, ngươi không thể nói sớm một chút sao? Đây là tiếng kêu rên cuối cùng của Diệp Huyền ngươi cũng không hỏi ta nha. cảm thấy cạn lời, không biết qua bao lâu, Diệp Huyền cảm giác đầu như rót trì vô cùng nặng nề. Dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn đột nhiên ngồi dậy. Giờ phút này, hắn đặt mình trong một mảnh nham tương, mà quanh người hắn có một đạo ánh sáng màu lam thật mỏng. Chính đạo lam quang này đã giúp hắn chặn những dung nham xung quanh kia. Đại thần lầu hai ra tay. Lúc này, thanh âm của đại thần lầu hai đột nhiên vang lên. Cẩn thận chút, nơi này không đơn giản. Diệp Huyền hỏi, đây là đâu? đại thần lầu hai nói sâu trong lòng đất tòa tử hỏa tháp này nơi này có một tồn tại bí ẩn phải vô cùng cẩn thận tồn tại bí ẩn diệp huyền nhíu mày đang muốn nói chuyện nhưng vào lúc này cách hắn không xa đột nhiên truyền đến một trận rung động ẩn nấp đi đại thần lầu hai đột nhiên nói nghe vậy diệp huyền vội vàng lợi dụng hỗn độn khí bắt đầu ẩn nặc bản thân rất nhanh diệp huyền nhìn thấy hai tên người lửa đi tới trước mặt hắn không xa hai người lửa nhìn lướt qua bốn phía chẳng phát hiện bất cứ thứ gì rất nhanh hai người lửa quay người rời đi trong lòng diệp huyền trầm giọng nói đó là vật gì đại thần lầu hai nói hỏa linh nhân một loại linh vật do dung nham sinh ra chỉ có thể sinh tồn trong nham tương diệp huyền nhìn thoáng qua nơi xa hắn suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn quyết định không tiếp tục đi lên phía trước mặc dù hắn vô cùng muốn đi xem nhưng trực giác nói cho hắn biết đằng trước rất nguy hiểm không đi vẫn tốt hơn lòng hiếu kỳ sẽ hại chết người ngay lúc diệp huyền muốn rời khỏi một thanh âm đột nhiên vang lên từ trong đầu hắn đi qua không phải thanh âm của đại thần lầu 2. Thanh âm của người thần bí lầu 4. Vì sao? Diệp Huyền hỏi. Người thần bí nói. Đạo tắc. Đạo tắc. Diệp Huyền trầm mặc. Hắn biết, những tồn tại bị giam giữ trong tháp này muốn ra ngoài, chỉ có hai con đường. Thứ nhất là phong ấn vỡ tan, thứ hai là tìm được đạo tắc, mở ra phong ấn. Mà trước đó người thần bí lầu 4 này một mực hy vọng hắn chết, bởi vì như vậy, giới ngục tháp sẽ vỡ tan, nàng có thể trực tiếp thoát ra. Mà bây giờ, rõ ràng là đối phương muốn đi con đường thứ hai. Diệp Huyền lắc đầu. Nguy hiểm. Người thần bí lãnh đạm nói. Nếu ngươi đi, ta giúp ngươi ngưng tụ đạo tắc kiếm từ đạo tắc thứ hai. Diệp Huyền trầm giọng nói. Ta có thể tìm đại thần lầu hai. Người thần bí nói. Mặc dù nàng cũng có thể, nhưng lúc này, nàng đang ở thời khắc mấu chốt, sẽ không vì ngươi mà làm hỏng chuyện của bản thân nàng. Diệp Huyền yên lặng. Người thần bí lại nói. Ngoài ra, ta còn có thể tái tạo thân thể cho sư tôn của ngươi. Nghe đến đây, Diệp Huyền lập tức có chút tâm động giúp việc kỳ tái tạo thân thể. Lúc này, người thần bí lại nói, nếu tìm được đạo tắc, đối với ngươi mà nói, cũng có chỗ tốt, dĩ nhiên, nếu ngươi thực sự không muốn, quên đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta không dám hứa chắc chắn có thể thu hoạch được đạo tắc tầng thứ tư. Người thần bí nói, nếu ngươi tận lực, cho dù lúc này chưa thể thu được, điều kiện ta đáp ứng ngươi vẫn sẽ làm được như cũ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt, ta sẽ nỗ lực hết sức. Nói xong, Hắn chậm rãi cẩn trọng đi tới nơi xa. Đối với địa phương chưa biết này, Diệp Huyền phi thường đề phòng, đặc biệt là khi nơi này còn có đạo tắc. Dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ, địa phương có đạo tắc đều không phải địa phương tốt gì. Đi một hồi, Diệp Huyền đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện trong nham tường này tồn tại rất nhiều tử hỏa tinh. Những tử hỏa tinh này đều rất lớn, năng lượng ẩn chứa trong đó cũng cực kỳ kinh người. Diệp Huyền mừng rỡ như điên, hắn vội vàng thu số tử hỏa tinh này vào, cứ như vậy, không đến một hồi hắn đã thu thập được gần vạn tử hỏa tinh. Đổi thành tử nguyên tinh, đó chính là 100 vạn tử nguyên tinh a. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, trong nham tương trước mặt hắn không xa, hắn nhìn thấy một tòa thành. Một tòa thành nằm giữa nham tương. Diệp Huyền lặng lẽ lặn tới, hắn đi tới trước cửa thành, trên cửa thành có ba chữ Thiên Hỏa Thành. Thiên Hỏa Thành. Diệp Huyền trầm mặc một hồi, sau đó tiến vào trong thành, nội thành rất quạnh quẽ, tinh cơ chỉ có một ít người lửa phiêu đãng. Diệp Huyền thận trọng tiến lên, rất nhanh, hắn đi tới trước một tòa cung điện trước cung điện có hai người lửa lẳng lặng đứng thủ hộ thực lực của hai người lửa này đều là cấp bậc phá không cảnh diệp huyền do dự một chút sau đó lặng lẽ tiềm nhập trong cung điện trong cung điện trống rỗng rất trống trải diệp huyền nhìn về phía cách đó không xa một nữ tử ngồi ở nơi đó nữ tử ước chừng 16-17 tuổi mặc một chiếc váy dường như do hỏa diễm ngưng tụ thành nàng lẳng lặng ngồi ở chỗ đó hai mắt nhắm trên người hoàn toàn không có nửa điểm khí tức nhìn kỹ một hồi diệp huyền phát hiện nữ tử này rất đẹp lông mày cong cong ngũ quan xinh xắn mũi ngọc cao thẳng vẻ đẹp của nữ nhân trước mắt này không thua kém bất kỳ nữ tử nào hắn từng gặp diệp huyền đi tới trước mặt nữ tử tóc của nữ tử dường như do hỏa diễm ngưng tụ rất là kinh diễm trong lòng diệp huyền trầm giọng nói lầu bốn đạo tắc ở trên người nàng người thần bí lầu bốn đột nhiên nói diệp huyền ngây ngẩn cả người sau đó nói ở trên người nàng người thần bí nói giết nàng ngươi có thể đạt được đạo tắc giết nàng diệp huyền nhìn về phía cô gái trước mặt hắn nhăn mày lại người thần bí lầu bốn đột nhiên nói lưỡng lự cái gì diệp huyền lắc đầu không giết vì sao người thần bí hỏi diệp huyền lãnh đạm nói ta và nàng không oán không cừu vì sao phải giết nàng người thần bí cười khẽ trong tiếng cười mang theo một tia trào phúng thế nào hiện tại ngươi lại muốn làm người tốt diệp huyền lắc đầu cũng không phải ta muốn làm người tốt chẳng qua ta và đối phương không oán không cừu vì sao phải giết nàng nữ tử thần bí cười nói mạnh được yếu thua vốn là đạo lý trong thiên địa này diệp huyền gật đầu ngươi nói có lý nhưng mà ta vẫn không làm được diệp huyền hắn chưa bao giờ cho rằng bản thân là một người tốt thế nhưng diệp huyền hắn làm việc vẫn luôn có điểm mấu chốt của bản thân danh giới cuối cùng này vĩnh viễn hắn cũng sẽ không vượt qua lúc này nữ tử thần bí lại nói đạo tắc ở trên người nàng ngươi không giết nàng làm sao lấy được đạo tắc không lấy được đạo tắc ngươi làm sao có thể càng thêm cường đại không lấy được đạo tắc ngươi làm sao cứu được sư tôn việt kỳ của ngươi nghe vậy diệp huyền trầm mặc giết nữ từ trước mắt là có thể đạt được đạo tắc mà thu được đạo tắc có nghĩa là hắn có thể ngưng tụ đạo tắc kiếm từ đạo tắc thứ hai cũng có thể giúp cho việt kỳ tái tạo thân thể thế nhưng giết đối phương như vậy hắn thật sự không làm được một lát sau diệp huyền đột nhiên lắc đầu cười một tiếng giết một người dù đạt được vô số chỗ tốt nhưng tâm lại khó có thể bình an không làm nói xong hắn lui hai bước nhưng đúng lúc này một tiếng kiếm gieo đột nhiên vang vọng lên từ trong cơ thể hắn là thanh kiếm ở giữa trên đỉnh cao nhất của giới ngục tháp thanh kiếm kia rung động ngay sau đó một đạo kiếm quang đột nhiên lóe lên từ bên trong kiếm sau đó chui vào trong cơ thể diệp huyền theo sợi kiếm quang này nhập vào cơ thể thân thể diệp huyền run lên kịch liệt sau một khắc một cỗ kiếm khí cường đại trong nháy mắt đã lan tràn khắp toàn thân hắn đồng thời tình cảnh trước mắt hắn đột nhiên biến ảo một hồi giờ phút này hắn đặt mình vào một mảnh thế giới mờ mịt diệp huyền ngẩng đầu nhìn lại trong trời cao phía trước hắn không xa một bóng người mơ hồ đứng đấy bóng người đưa lưng về phía hắn không thấy rõ bộ dáng chân thực mà trên bờ vai của bóng người này còn có một tiểu tử đồng dạng có chút mơ hồ đang ngồi tiểu tử tựa đầu trên đầu người kia diệp huyền đang muốn nói chuyện một thanh âm đột nhiên vang lên từ chân trời nam nhân có ân báo ân có cừu báo cừu nếu như có thủ diệt chư thiên vạn giới của hắn lại thế nào thế nhưng làm người xin đừng quên sơ tâm vi phạm bản tâm ngươi có thể kiên thủ bản tâm để kiếm của ta tán thành vậy chính là có duyên nói xong bóng người đột nhiên nhẹ nhàng vung lên tay phải, một sợi kiếm quang từ chân trời rơi xuống phía dưới, rất nhanh. Sợi kiếm quang kia trực tiếp chui vào giữa chân mày Diệp Huyền, rất nhanh, từng đạo tin tức tựa như thủy triều tràn vào trong đầu Diệp Huyền. Đồng thời, âm thanh từ chân trời kia vang lên lần nữa. Một kiếm này ta tập được từ lúc nhỏ, theo ta đến nay, về sau lộ ra có chút không đủ, ta thêm chút cải tiến. Nhớ kỹ, kiếm kỹ này tuân theo bản tâm, một ý không thuận rút kiếm chạm, kiếm chạm trời cao chạm thiên địa. Nếu ta rút kiếm, thiên này cũng có thể chạm thanh âm vừa dứt bóng người kia dần dần hư ảo phía dưới diệp huyền ngây ngẩn cả người sau đó vội vàng hỏi tiền bối là giờ phút này bóng người kia đã hoàn toàn biến mất đồng thời trước mắt diệp huyền vẫn vẹo một hồi rất nhanh hắn về tới bên trong đại điện mà giờ khác này trong đầu hắn có thêm một môn kiếm kỹ lúc này nữ tử thần bí trên lầu bốn đột nhiên thấp giọng thở dài đời trước ngươi đã cứu vũ trụ này hay sao hay là đã cứu tuyệt thế đại năng gì đó vì sao ngươi lại có vận khí cầu thí như vậy Diệp Huyền cảm thấy cạn lời. Nữ tử thần bí trên lầu 4 lại nói: "Ngươi xác định không muốn đạo tắc này?" Diệp Huyền cười cười, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nữ tử hỏa diễm trước mặt hắn đột nhiên mở mắt. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Diệp Huyền đại biến, vội vàng lùi lại nhanh, trong lòng vội hỏi: "Nữ tử này thế mà sẽ tỉnh?" Nữ tử thần bí trên lầu 4 không nói chuyện. Mà lúc này, đại thần lầu 2 đột nhiên nói: "Nàng vẫn một mực, mực tỉnh." Diệp Huyền đen mặt lại. Lầu 4, vì sao ngươi không nói với ta lầu bốn không nói gì giờ khắc này diệp huyền biết tên lầu bốn này căn bản chính là không có lòng tốt nếu hắn thật sự muốn động thủ sợ là lúc này hắn đã mất mạng mà đối phương chính là muốn mượn tay nữ tử hỏa diễm trước mắt để lấy mạng của hắn nữ tử thần bí trên lầu bốn này thật xấu xa con mẹ nó a à. diệp huyền kéo dài khoảng cách với nữ tử hỏa diễm mà nữ tử hỏa diễm cứ nhìn hắn như vậy không nói gì nhưng diệp huyền lại có thể cảm nhận được một lực áp bách vô hình rất mạnh, thật sự vô cùng mạnh. Người trước mắt này tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể đối kháng. Nhưng cũng còn tốt, đối phương không trực tiếp ra tay. Nữ tử hỏa diễm cứ bình tĩnh nhìn Diệp Huyền như vậy. Vì sao ngươi không nghe nàng, trực tiếp động thủ với ta? Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức ngây ngẩn cả người. Cái quỷ gì? Vì sao nữ tử này có thể biết được đối thoại giữa hắn và nữ tử thần bí trên lầu 4 đối phương biết dưới ngục tháp. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền lập tức chảy dòng mồ hôi lạnh, rốt cục nữ tử này là ai? nữ tử hỏa diễm nhìn chằm chằm diệp huyền trả lời ta diệp huyền để bản thân tỉnh táo lại hắn trầm giọng nói như ta vừa mới nói ta và ngươi không oán không cừu không muốn giết ngươi nữ tử hỏa diễm nhìn chằm chằm diệp huyền không nói gì mà trong lòng diệp huyền lại vội vàng hỏi đại thần lầu hai vì sao nàng biết được lời ta nói với nữ nhân xấu lầu bốn yên lặng một chớp mắt đại thần lầu hai nói nàng hẳn là đạo tắc kia trong thanh âm mang theo ngưng trọng Diệp Huyền cảm thấy cạn lời, "Đạo tắc?" Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Lúc này, nữ tử Hỏa Diễm trước mặt hắn đột nhiên liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, một lát sau, nàng hơi nhíu lại chân mày. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nhẹ giọng hỏi, "Làm sao?" Nữ tử Hỏa Diễm lãnh đạm nói, "Theo lý mà nói, tháp này không có khả năng lựa chọn ngươi. Thiên phú của ngươi tuy nói là không tệ, nhưng còn chưa đủ để xứng với tháp này. Chỉ có người thân mang đại khí vận thiên địa mới có thể đạt được tháp này tán thành." Lúc này nữ tử thần bí trên lầu bốn đột nhiên khẽ cười nói ngươi cho rằng tháp này coi trọng hắn chẳng qua nó chỉ muốn ôm đùi một ít người mà thôi diệp huyền đen mặt lại nữ nhân xấu này nói đùi khẳng định chính là nữ tử váy trắng nữ tử hỏa diễm nhìn phần bụng của diệp huyền rất lâu cuối cùng nàng hơi nhăn lại chân mày phong ấn của tháp này hẳn là đã sớm phá toái là có người tăng cường phong ấn của tháp này là nàng nữ tử thần bí trên lầu bốn lãnh đạm nói không phải nàng còn có ai nữ tử hỏa diễm nhìn thoáng qua diệp huyền trầm mặc lúc này nữ tử thần bí trên lầu bốn đột nhiên nói viêm già ngươi thân là đạo tắc thiên địa trí cao lại bị nhốt cùng chúng ta trong tháp này gần vạn năm bây giờ có một cơ hội tuyệt hảo để thay đổi số phận đang ở trước mặt ngươi nếu ngươi không nắm chặt ngày sau ngươi muốn hối hận cũng không kịp nữ tử hỏa diễm lãnh đạm nói giết hắn đoạt tháp diệp huyền cảm thấy cạn lời nữ tử thần bí trên lầu bốn nói tự nhiên người này yếu như thế hắn làm sao có thể xứng với trí bảo thế này nếu ngươi giết hắn đạt được bảo vật này dễ như trở bàn tay vẻ mặt Diệp Huyền vô cùng đen, nữ nhân xấu này không phải xấu bình thường a. À? Nữ tử hỏa diễm đột nhiên cười khẽ. Giản tự tại, ngươi cũng là dụng tâm lương khổ a, à, ta giết hắn, phong ấn trong tháp này phá toái, ngươi càng dễ thoát ra, đúng không? Giản tự tại, Diệp Huyền khẽ gật đầu, hóa ra nữ nhân này gọi là Giản tự tại, hẳn là Giản ác độc. Giản tự tại cười nói, ngươi giết hắn, đối với tất cả mọi người đều tốt cả, không phải sao? Viêm già lãnh đạm nói, ta giết hắn, ngươi tự do nhưng nhân quả này lại do ta gánh vác, chú ý này của ngươi cũng đừng nhắc lại nữa mới tốt. Giản tự tại cười lạnh. Dù sao ngươi cũng là đạo tắc thiên địa trí cao, làm việc lại bó tay bó chân như thế, ngươi không thể có chút truy cầu sao. Viêm già cười nói. Nếu lúc trước hắn thật sự làm theo lời ngươi nói, ra tay với ta, như vậy, giết cũng giết đơn giản. Nhưng mà, hắn cũng không ra tay. Giống như hắn nói, ta và hắn không oán không cừu, vì sao phải giết hắn. Giản tự tại không nói chuyện nữa. Kỳ thật, từ lúc nàng bắt đầu xúi dục diệp huyền giết người nàng đã rất rõ ràng nếu diệp huyền không động thủ trước viêm già trước mắt này sẽ không động thủ với diệp huyền bởi vì diệp huyền được giới ngục tháp thừa nhận theo một góc độ nào đó mà nói xem như là chủ nhân của những đạo tắc trong tháp này đương nhiên lúc này diệp huyền yếu kém muốn những đạo tắc này thần phục đó là không có khả năng nhưng mà những đạo tắc này cũng sẽ không chủ động hại hắn nhưng nếu như diệp huyền động thủ trước vậy đó là một câu chuyện khác mà nàng lại không nghĩ tới lúc trước diệp huyền vậy mà không động thủ cho dù đối mặt nhiều dụ hoặc như vậy cũng không chịu động thủ mà bây giờ nói gì nữa cũng đều không có ý nghĩa lâu bốn hoàn toàn yên tĩnh lại bên ngoài giới ngục tháp viêm già nhìn về phía diệp huyền ngay trước chức trách của ta là phong ấn nàng nhưng năm đó tháp này bị trọng thương đạo tắc tản mát phong ấn tổn hại ta và những đạo tắc còn lại đều tản mát khắp các tinh vực nói đến đây nàng có chút dừng lại lại nói tạm thời ta không thể trở về tháp tạm thời không thể trở về tháp diệp huyền khẽ gật đầu không có chuyện gì, có trở về hay không là tự do của các ngươi. Đối với những đạo tắc bên trong giới ngục tháp này, Diệp Huyền hắn chưa bao giờ cho rằng những đạo tắc này là của bản thân hắn. Viêm già nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ gật đầu. Giản tự tại người này, ngươi nhất định phải cẩn thận, nàng thật sự không đơn giản. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Ta biết, nàng rất xấu. Nói xong, dường như hắn nghĩ đến chuyện gì, hỏi. Tại sao nàng lại bị giam vào trong tháp? Viêm già yên lặng. Diệp Huyền nói khẽ không thể nói sao viêm già nói quá mạnh quá mạnh diệp huyền ngây ngẩn cả người sau đó hỏi quá mạnh là bị giam giữ viêm già gật đầu diệp huyền do dự một chút sau đó nói chuyện này quá mạnh dường như cũng không có lỗi sai à viêm già khẽ lắc đầu quá mạnh cũng không sai sai là những người như nàng vọng tưởng muốn tiến vào dưới nam triều cho nên bọn hắn bị nhốt nói đến đây nàng có chút dừng lại sau đó lại nói chẳng qua là không thể ngờ tới năm đó gặp phải ba cọng rơm cứng kia diệp huyền vội hỏi chủ nhân của ba thanh kiếm trên đỉnh tháp kia viêm già gật đầu diệp huyền lại hỏi bọn hắn rất mạnh sao viêm già nhìn thoáng qua diệp huyền không nên hỏi những vấn đề sẽ khiến người ta sẽ hoài nghi iq của người. diệp huyền cảm thấy cạn lời lúc này viêm già đột nhiên nói tiếp cho dù thực lực của bọn hắn nghịch thiên như thế kém chút đánh vỡ tháp này thế nhưng bọn hắn cũng không vào được dưới năm chiều vì sao diệp huyền vội hỏi Viêm già cười không nói. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Viêm già đột nhiên nói: "Ngươi đi đi, ngày sau tự do lại gặp lại." Diệp Huyền khẽ gật đầu, dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn vội vàng nói: "Tiền bối có thể giúp ta một vấn đề nhỏ." Viêm già nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chuyện gì? Diệp Huyền nói: "Giúp sư tôn của ta tái tạo thân thể." Nói xong, hắn đưa ra hồn phách của Việt Kỳ. Viêm già nhìn thoáng qua hồn phách của Việt Kỳ, nàng trầm mặc một lát, sau đó nói: "Cần một vài đồ vật." ngươi mang tới cho ta. Diệp Huyền vội vàng nói, đồ vật gì? Viêm giả nói, thần hồn mộc, hộ tâm liên, tố linh hoa, đây là ba loại chủ yếu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau khi ta ra ngoài sẽ đi tìm ngay. Viêm giả nói, hồn phách của nàng cứ lưu ở nơi đây, ta giúp nàng dưỡng hồn trước. Diệp Huyền nói, tốt, vậy xin làm phiền tiền bối. Nói xong, hắn đưa hồn phách của Việt Kỳ cho Viêm giả, sau đó rời đi đại điện. Viêm giả nhìn về phía Diệp Huyền rời đi, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền về tới Tử Hỏa Đạo, trong lòng hắn trầm giọng nói: "Đại thần lầu 2, vì sao nàng không rời đi chỗ kia?" Trầm mặc một lát, đại thần lầu hai nói: "Nàng đang mượn chỗ hỏa độc kia để chữa thương." "Chữa thương?" Diệp Huyền hơi ngẩn ra. "Nàng cũng bị thương." Nói nhảm. Đại thần lầu hai nói: "Năm đó tháp này bị trọng thương, có người nào không bị ảnh hưởng chẳng qua là có nhẹ một chút, có nặng một chút." Diệp Huyền trầm giọng nói: "Nếu ngày sau những đạo tắc này đều trở về tháp, mà ta cũng không phải rất mạnh. Ngoại trừ chết, ngươi còn có đường khác. Đại thần lầu hai đột nhiên nói. Diệp Huyền cười khổ. Hiện tại hắn dần dần phát hiện, giới ngục tháp này càng ngày càng không đơn giản, mà có được thứ trí bảo này, nếu không có thực lực sánh cùng, như đại thần lầu hai nói, thật sự cũng chỉ có thể chờ chết. Thực lực, nhất định phải có được thực lực cường đại. Diệp Huynh. Lúc này, một thanh âm đột nhiên cắt ngang suy nghĩ của hắn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, ở trước mặt hắn không xa, một tên nam tử đứng đấy, Nam tử này chính là Minh Khôn hắn đã gặp được trước đó. Minh Khôn nhìn thoáng qua sau lưng Diệp Huyền, sau đó nói: "Diệp huynh đã đi đến cuối con đường?" Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó cười nói: "Không có, nhưng mà, hôm nay hơi mệt chút, không muốn đi, hôm khác lại đi." Trong mắt Minh Khôn hiện lên vẻ kính nể. Diệp huynh có thực lực này, bội phục, bội phục. Diệp Huyền cười nói: "Bình thường, bình thường." Minh Khôn lắc đầu. Diệp huynh khiêm tốn. Diệp Huyền đổi chủ đề minh khôn huynh ngươi muốn tiếp tục đi tới đích hay sao minh khôn do dự một chút sau đó cười khổ ta nghĩ đây đã là cực hạn của ta cho nên ta và diệp huynh cùng đi ra ngoài diệp huyền cười nói vừa vặn cùng đường cứ như vậy hai người kết bạn đồng hành trên đường minh khôn đi rất chậm bởi vì hắn còn phải chống đỡ những hỏa độc kia mà diệp huyền lại đi hết sức tùy ý bởi vì những hỏa độc kia căn bản không dám tới gần hắn mỗi khi thấy những hỏa độc kia tự động né tránh diệp huyền Minh Khôn lập tức nổi lòng tôn kính. Diệp Huyền đột nhiên nói: Minh Khôn huynh, ngươi có gia nhập tổ chức gì hay không? Minh Khôn lắc đầu. Ưa thích độc lai like, độc phá. Trong lòng Diệp Huyền vui vẻ, vội vàng nói tiếp: Ta vừa sáng lập một tú môn. Minh Khôn huynh có hứng thú gia nhập hay không? Bình thường mọi người tâm sự, cùng nhau nghiên cứu thảo luận võ đạo một thoáng. Minh Khôn có chút lưỡng lự. Lúc này, Diệp Huyền lại nói: Một cá nhân tu luyện, mặc dù yên tĩnh, nhưng cũng có chút đóng cửa làm xe. Nếu như mọi người cùng nhau nghiên cứu thảo luận có lẽ sẽ có thu hoạch không tưởng tượng nổi. Minh Khô nhìn thoáng qua Diệp Huyền. "Diệp huynh, ngươi nguyện ý nghiên cứu thảo luận tâm đắc võ đạo của bản thân với người khác?" Diệp Huyền cười nói: "Nguyện ý, dĩ nhiên, chỉ hạn người một nhà, tỉ như bằng hữu huynh đệ." Minh Khô suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Tốt, ta gia nhập." Nghe vậy, Diệp Huyền mừng rỡ trong lòng, thực lực của Minh Khô này chắc chắn không yếu hơn Nam Sơn, bởi vì đối phương có thể dựa vào thực lực để đi xa trong Tử Hỏa Đạo như vậy, đã đủ để chứng minh hết thảy có minh khôn này gia nhập thực lực của tú môn tất nhiên sẽ tăng trưởng không ít rất nhanh hai người ra khỏi tử hỏa đạo mà ở chỗ cửa ra đám người tiêu qua đang chờ ở đây nhìn thấy diệp huyền đám người tiêu qua đều thở dài một hơi mà khi thấy minh khôn bọn hắn đều ngẩn người diệp huyền dẫn theo minh khôn đi tới trước mặt đám người tiêu qua cười nói đây là minh khôn huynh ta mới quen từ giờ phút này hắn chính là người của tú môn chúng ta nghe vậy mọi người sửng sốt lần nữa người của tú môn sao tiêu qua nhìn về phía diệp huyền Chắc chắn chứ. Diệp huyền gật đầu. Tự nhiên chắc chắn, làm sao vậy? Tiêu qua do dự một chút, sau đó nói. Diệp huynh, ngươi không biết hắn là ai sao? Diệp huyền lắc đầu. Tiêu qua cười nói. Hắn chính là Minh Khôn một trong tứ đại yêu nghiệt nội viện. Tứ đại yêu nghiệt. Diệp huyền cười cười, kỳ thật hắn đã đoán được. Minh Khôn đột nhiên nói. Tứ đại yêu nghiệt gì a à? Chúng ta ở trong nội viện này còn dám xưng là yêu nghiệt, nhưng nếu ra ngoài, chúng ta cũng không được coi vào đâu nói đến đây hắn có chút dừng lại sau đó nhìn thoáng qua diệp huyền dĩ nhiên diệp huynh như vậy ở đâu cũng có thể coi là yêu nghiệt diệp huyền nói minh khôn huynh ý huynh là bên ngoài còn có người càng yêu nghiệt hơn nội viện chúng ta minh khôn cười khổ nhiều vị ương tinh vực chia làm nam vực bắc vực thiên vực đạo nhất học viện chúng ta thuộc về bắc vực mà thiên tài chân chính của vị ương tinh vực tại thiên vực ngay cả nam vực cũng phải mạnh mẽ hơn bên phía chúng ta rất nhiều nói đến đây hắn nhìn về phía bên ngoài tử hỏa tháp nói khẽ nếu không thể lưu lại một chữ phía trên đạo trụ thiên vực kia sao dám tự xưng là yêu nghiệt đạo trụ nghe vậy mọi người nhìn về phía minh khôn minh khôn khẽ gật đầu tại thiên vực xa xôi kia có một đạo trụ không ai biết được lai lịch của đạo trụ này chỉ biết nó ẩn chứa vô thượng đại đạo người có thể lưu lại tên của bản thân trên đó mới thật sự là yêu nghiệt nói xong hắn nhìn mọi người một lần cười khổ cho đến nay Bắc vực chúng ta chỉ có ba người có thể lưu lại tên của bản thân trên đó, một vị trong đó chính là mục viện trưởng, người sáng lập đạo nhất học viện chúng ta, mục đạo nhất. Thân sắc đám người trở nên ngương trọng. Đối với mọi người mà nói, mục đạo nhất là một truyền thuyết không thể nghi ngờ à? Minh Khôn lại nói, đạo nhất học viện chúng ta ở bắc vực này cũng là tạm được, nhưng nếu đặt vào nam vực và thiên vực, nói đến đây hắn không nói tiếp. Mọi người đã hiểu rõ ý tứ của hắn. Lúc này Diệp Huyền đột nhiên cười nói chúng ta cũng không cần tự coi nhẹ bản thân a à nếu người khác mạnh hơn chúng ta đó là chuyện tốt chứng minh chúng ta còn có không gian trưởng thành có mục tiêu để theo đuổi nói xong hắn vỗ vỗ bả vai minh khôn cười nói tin tưởng bản thân chúng ta cũng sẽ không kém hơn người khác minh khôn suy nghĩ một chút sau đó gật đầu diệp huynh nói cực phải chúng ta cần phải bình ổn tâm tính như vậy mới được diệp huyền cười ha ha một tiếng sau đó nói các ngươi ở đây cố gắng tu luyện ta phải đi làm ít chuyện nói xong hắn quay người rời đi. Sau khi Diệp Huyền đi, Minh Khôn đột nhiên nhìn về phía Tiêu Qua. Diệp huynh là vừa tiến nhập nội viện sao? Tiêu Qua gật đầu. Mới vừa gia nhập. Minh Khôn nói khẽ. Thực lực của Diệp huynh quả nhiên là thâm bất khả chắc a. À. Tiêu Qua cảm thấy cạn lời. Sau khi rời khỏi đạo nhất học viện, Diệp Huyền đi thẳng tới đạo nhất thành, rất nhanh, hắn tìm được một nhà thương hội. Thái Hòa Thương hội. Sau khi Diệp Huyền tiến vào thương hội, một nữ tử tướng mạo thanh tú ra đón, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền cười nói: "Xin hỏi các hạ cần gì?" Diệp Huyền nói: "Ta cần ba món đồ, Thần hồn mộc, Hộ tâm liên, Tố linh hoa, có sao?" Nữ tử thanh tú liếc mắt đánh giá Diệp Huyền. "Các hạ, mấy món này đều không phải đồ vật bình thường." Diệp Huyền cười nói: "Ngươi sợ ta mua không nổi sao?" Nữ tử thanh tú vội vàng nói: "Cũng không phải ý này, chẳng qua là." Diệp Huyền cười nói: "Ngươi có thể làm chủ sao nếu không thể làm chủ, để một người có thể làm chủ tới nói chuyện với ta?" nữ tử thanh tú khẽ thi lễ. Vậy xin các hạ chờ ta một lát. Nói xong, nàng quay người rời đi. Chỉ chốc lát, một lão giả đi ra, lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Các hạ muốn ba món đồ vật kia. Diệp Huyền gật đầu. Lão giả cười nói. Ba món vật phẩm kia đều không phải tục vật, đặc biệt là hộ tâm liên, vật này càng vô cùng chân quý, ít nhất 10 vạn tử nguyên tinh. 10 vạn miếng. Nghe vậy, trong lòng Diệp Huyền buông lỏng, đối với hắn mà nói, mười vạn tử nguyên tinh chỉ là một bữa ăn sáng diệp huyền vội vàng nói vậy xin mời các hạ lấy ra ba món vật phẩm kia đi lão giả nhìn thoáng qua diệp huyền cười nói xem ra các hạ cũng không phải người bình thường không biết các hạ là diệp huyền hơi không kiên nhẫn tán tu một giới mà thôi các hạ ta nhu cầu cấp bách ba món vật phẩm kia lão giả cười nói vị khách quý này ba món vật phẩm này thương hội ta cũng không có nghe vậy vẻ mặt diệp huyền lập tức lạnh đi không có Vậy ngươi nói như không à?" Lão giả lại nói, "Quý khách chớ nên hiểu lầm, ý tứ của lão phu là nơi này không có, nhưng mà, chúng ta có khả năng điều hàng, cần một ngày." Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Vậy nhanh chóng điều hàng đi, mau sớm." Lão giả cười nói, "Cần giao trước 20 vạn từ nguyên tinh làm tiền đặt cọc, đến lúc đó nếu tiểu hữu đột nhiên không cần nữa, chúng ta có thể sẽ không trả lại số tiền này." Tiền đặt cọc. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó bấm tay một cái một viên nạp giới bay đến trước mặt lão giả trong nạp giới vừa vặn có hai mươi vạn tử nguyên tinh lão giả cười híp mắt thu hồi nạp giới sau đó nói vậy mời các hạ giờ này ngày mai lại đến diệp huyền ôm quyền vậy xin làm phiền nói xong hắn quay người rời đi sau khi rời đi thái hòa thương hội diệp huyền về tới đạo nhất học viện trong nhà gỗ diệp huyền tiến vào giới ngục tháp kiếm kỹ hiện tại Cuối cùng hắn cũng có thể ổn định tâm thần nghiên cứu muôn kiếm kỹ mà bóng người trong thế giới mịt mờ cho hắn trước đó. Kiếm kỹ này không có danh tự, thế nhưng hắn có thể cảm giác được kiếm kỹ này rất cường đại. Diệp Huyền bắt đầu nghiên cứu, rất nhanh, hắn phát hiện một đặc điểm của kiếm kỹ này, một đặc điểm lớn nhất của kiếm kỹ này chính là lực bộc phát. Lực bộc phát trong nháy mắt rút kiếm. Kiếm kỹ này khác biệt với Nhất kiếm định sinh tử, uy lực của Nhất kiếm định sinh tử liên quan đến tín niệm và tự tin, mà muôn kiếm kỹ này chỉ đơn thuần là liên quan đến lực lượng cùng với tốc độ cả hai hoàn toàn khác biệt nghĩ đến đây trong đầu diệp huyền đột nhiên có thêm một ý nghĩ có thể dung hợp hai môn kiếm kỹ khác biệt này thành một loại hay không dung hợp diệp huyền có chút hưng phấn bởi vì hắn phát hiện việc này hoàn toàn có khả năng diệp huyền cũng không chỉ dừng lại ở suy nghĩ mà bắt đầu thử ngay lập tức nhưng vừa mới thử hắn đã gặp phải một vấn đề đó chính là vỏ kiếm hắn phát hiện vỏ kiếm bình thường căn bản chịu không nổi hai loại kiếm kỹ này không đúng chỉ đơn thuần là kiếm kỹ rút kiếm kia cũng không phải vỏ kiếm bình thường có thể chịu đựng nổi. Nhất định phải tìm một vỏ kiếm thích hợp. Không có vỏ kiếm, bởi vậy, Diệp Huyền chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý định dung hợp hai môn kiếm kỹ, hiện tại, hắn có thể làm chính là nghiên cứu thật tốt, hiểu rõ môn kiếm kỹ này. Thời gian trôi qua từng chút một, ngày thứ hai, Diệp Huyền rời đi giới ngục tháp, hắn đi tới Thái Hòa Thương hội đạo nhất thành lần nữa. Đón tiếp hắn vẫn là nữ tử thanh tú ngày hôm qua, Diệp Huyền cười nói: "Còn mời các hạ thông báo cho quản sự của quý thương hội, cứ nói là ta tới lấy đồ vật nữ tử thanh tú khẽ gật đầu chờ một lát nói xong nàng quay người rời đi chỉ chốc lát nữ tử thanh tú đi ra nàng đi đến trước mặt diệp huyền có chút áy náy nói thật có lỗi hứa quản sự không có ở đây diệp huyền nhíu mày hắn để ta giờ này hôm nay tới lấy đồ vật làm sao lại không có ở đây nữ tử thanh tú lắc đầu không biết còn mời quý khách ngày mai lại đến nói xong nàng quay người rời đi Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh Ngọc Hương Review truyện tranh thuyết minh của em nha. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye!